love you man. Và chào mừng đến với kênh trở lại với channel của mình. Hôm nay là thằng Officer đây. Và chúc các bạn có một ngày vui vẻ nha. Và hôm nay thì mình sẽ reaction một bài hát tên là Chuyện sống trọ của Hạ Hòn. Nhưng mà đây là phiên bản mini world nha các bạn. Và cái bài này thì nó đã ra khoảng 4 ngày trước, nhưng mà mình hai bạn đây là mình là hai lần trẻ nha các bạn. Và cái bài này thì của tóc một người nó gọi là Nasus, mà bạn nào muốn cái xem mà trực tiếp mà thì mình sẽ để cái đường link ở phía dưới phần mô tả và phần bình luận cuối mỗi video nha các bạn. Đây là cái để mình vào, bây giờ bạn có thể ghi là chuyện sống trọ mini world thì nó sẽ ra. Đây là cái hình ảnh thu nhỏ của nó nha các bạn. Đây là Nasus cũng bông ở trước nha các bạn. Đây bắt đầu vô cảnh là như thế này nè. Thì bây giờ mình sẽ vào video nha các bạn nha. Một người thì ngồi đó, một người đi làm, một người thì đi may. Cái chung điện thoại nó to như cái thùng đó. Ngay cái bờ nó có rớt đổ lava vò xuống nè các bạn. Ông này cầm kiếm, ông này ông thì cầm cái khuôn kim cương. Ông này thì xách cung súng vô luôn, xách cái súng vô luôn. Thương nhỏ nhưng mà có chung như cái là thùng các bạn. Mày đây con gái con đứa ngủ chân thay nước quá ra. Tức nguyên đêm do bên kia cứ repeat mãi, đổ ta không đổ nàng. Repeat ta không đổ nàng. Bật nguyên đêm. Lại thằng nào ngu đi qua cổ xe. Ý thức đó trong có trong mà MV thì cái trong có nhọt á thì cái xe máy chút xíu mà đang mặt thì như cái xe những to như xe ô tô đó to bé như cái hồ bé. Ôi nào ra xuống đây cái xe này đấy hả em ơi, cứ để anh dăm ba con xe ăn thua gì mất cái xe luôn. Thì con kia có gì đâu, sao con trai quay như ruồi bao cũng có tí nở nang, cứ sang tôi bay bóc sexy khoe hàng. Đang ôn thi cũng không yên, ôi phạt điên ở trọ sao qua ầm ĩ. Mai đi thi hôm nay ôn chắc không sao, chỉ cần có một chiều yên. Đoạn
này thì nó sang các cái phần mà nhiệt theo mà cảm cảm là dùng cũng là cảm các đoạn nó lật bật. Kìa, coi mọi cái gì đấy? Cháu không Marty làm gì? Cắt. Thế đã đóng tiền chưa? Tiền gì ạ? Mấy tháng xin khất tiền nhà chưa đưa. Ơ bác ơi trời mưa. Đang nắng to vạch thật mưa thế đấy nào được? Rồi đồ ăn nó uống cái gì đó nhục tanh bành lùng hụt cơm các bạn. Cái này hơi hụt cơm. Thôi cái này biết cái gì nữa này. Thôi các bạn biết, các bạn nào biết thì các bạn để dưới phần comment nha. Alo. Gái ơi, hôm nay bố mẹ quên cái điện thoại mà nó giống mà trong này nó thì nó lái cây củ cà.